Chào mọi người, mình là Duy Quốc. Hiện tại mình đang công tác ở số 8 Hồ Tùng Mậu. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một ban bệnh của dòng HB nháy đèn cắp nốt 3 lần. Sau đây mình xin chia sẻ. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Ở đây hiện tại thì mình có một file. Đây là file của một con HB và tình trạng của nó là bị nháy đèn cắp nốc 3 lần và không lên được mạng. Và thì bạn đó gửi cho mình để mình sửa lại cái file BIOS này. Mình thì mình cũng gặp một số con rồi thì mình fix lại BIOS là được. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Và trước tiên ta sẽ mở cái file BIOS này ở trong phần mềm của FE Tool. Đây, ta sẽ mở vào trong phần mềm này để mình xem máy này là máy gì, đúng không ạ? Các bạn có thể tra theo mã main. Đấy. Nhưng mà đối với dòng HB này thì mình lại hay tra theo số serial number. Ở trong BIOS này thì số serial number thường thường là nó có ở cái mục padding này. Chúng ta sẽ mở lên SView. Đây, đây là cái file DME và cái serial number nó ở trên cùng này. Đây chính là serial number của máy, đúng không ạ? Đây, để mình xem máy này là máy gì. Các bạn lên Google gõ HP support, vào trang support của HP. Đấy, sau đó các bạn nhập cái serial number vào. Các bạn vào phần check warranty status, các bạn nhập số series. Đây không phải là số series, số series nó là dòng này. Đây. Đúng không ạ? Này, khi mà mình off thì nó sẽ ra đây. Đây là đoạn mã ký tự mã hex, đúng không ạ? Thì mình sẽ chuyển đổi sang hack to text, đúng không ạ? Hack to text. Đây chính là đoạn mã serial number. Thì khi mình copy ở phần này thì mình chỉ copy được cái mã hack của nó thôi, đúng không ạ? Chứ mình không copy được đoạn text này. Thì mình sẽ sử dụng để chuyển đổi từ hack sang text, mình sẽ được cái mã serial number này và mình sẽ check được. Đây, mình sẽ làm lại cho các bạn. Và khi mà mình check thì nó ra đây là máy HP 250G5. Đây. Đúng không ạ? Máy HP 250G5. Và tiếp theo mình sẽ tải cái phần BIOS trên trang chủ của con này về. Các bạn chờ chút, máy nó hơi chậm một chút. Đây, trong thời gian chờ nó loát thì mình sẽ extra cái phần này. Cái phần này được gọi là phần DMI. Cái phần này là phần lưu trữ thông tin của máy như là số serial number này, part number các thứ. Ở đây mình sẽ extra ra phần sonar này. Đây là phần padding, mình là chấm pin. Cuối cùng nó cũng loát vào được rồi. Đấy. Ở đây thì mình sẽ tìm đến phần subway and driver và mình sẽ di chuyển đến. Ở đây mình sẽ chọn là win 10 đi và phần win 10 sắp 4 bit và mình sẽ tải cái BIOS này về, đúng không ạ? Mình sẽ tải cái BIOS này về. Sẽ tải cái BIOS này về. Mình sẽ tách BIOS từ cái file tệp tệp.exe này. Cái tệp.exe này là để mình
chạy luôn trực tiếp trên Win luôn đúng không ạ? Nhưng mà hiện tại máy của mình đang không lên được thì mình phải tách cái ở trong file này ra để lấy cái phần BIOS để mình có thể nạp chương trình. Đây, các bạn chờ một chút. Đúng ạ. Khi tải xong rồi. Đây, mình sẽ cho vào chung vào một folder. Đấy. Đây là ở trong folder này thì hiện tại thì mình có 3 phần. Phần BIOS backup của máy, phần bắt đinh DMI thông tin máy và phần BIOS trang chủ. Ở đây mình sẽ tách ra để tách BIOS trang chủ HK thì thường thường chúng ta sẽ nhấn chuột phải vào và chúng ta sẽ extra extra ra extra tool. Đây đây mình extra ra một folder, mình vào folder đấy và mình sẽ chạy cái phần mềm này. Đây là cách thường thường để chúng ta tách BIOS từ trang chủ của máy HP và chúng ta sẽ nhấn next. Ở đây chúng ta chọn copy, nhấn next. Xong là ở đây mình sẽ tạo ra một thư mục là BIOS trang chủ. Ở đây mình cũng chọn vào chụp đông cái folder đấy. Xong là BIOS trang chủ, nhấn next. Đây chính là BIOS trang chủ. Vâng, nhưng mà hiện tại là nó đang ra rất là nhiều file BIOS đúng không ạ? Thì chúng ta phải chọn đúng cái BIOS của máy. Chúng ta làm sai thì phải có thể là không lên được đúng không ạ? Thì hiện tại chúng ta để ý đây, các file BIOS 081EC, 081ED, EF, F2, F3. Chúng ta phải tìm một file thì chúng ta để ý là ở đây chúng nó chung nhau hết à, 081 đúng không ạ? Đấy, chúng ta sẽ mở cái file và chẳng phải bật BIOS không lên đúng không ạ? Để tìm xem cái mã của BIOS gốc thì chúng ta có hai cách. Cách đầu tiên là chúng ta sẽ tìm theo tên của cái BIOS đấy. Chúng ta cũng có thể tìm là 081. Chúng ta nhấn OK. Nhấn F3 đây. Đây là 081 F2. Vậy thì BIOS của mình chính là 081 F2. Đấy. Hoặc là các bạn có thể tìm với ký tự là EID. Đấy, các bạn nhấn F3 tiếp. Nó cũng đã 081 F2. Đúng không ạ? Vậy thì cái BIOS trang chủ của máy của mình đây, 081 F2. Đấy, mình sẽ copy ra ngoài đây. Đúng không ạ? Hiện tại đây. Và hiện tại đây là BIOS trang chủ thì mọi thông tin của máy thì nó đều trống hết. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái thông tin của BIOS gốc và mình sẽ thay thế vào cái BIOS trang chủ này. Chúng ta gọi đây là pick DMI đúng không ạ? Chúng ta sẽ mở BIOS trang chủ, mở trong web tool đây để mình mở cho bạn xem phần binding này. Đây tất cả G test ở đây chúng ta thấy cái phần này thì trống hết. Hiện tại mục này thì thông tin máy thì nó chưa có đấy. Khi mà nó không có thì nó khi mà mình khởi động máy lên thì nó sẽ báo là không có thông tin, báo OM unlock đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ thay thế cái này, chúng ta sẽ thay thế cái phần bắt đinh này. Đây nhá, chúng ta sẽ mở mở cái phần này đúng không ạ? Chúng ta sẽ mở file gốc lên này, đây là file gốc, còn đây đúng không ạ? Chúng ta sẽ mở phần bắt đinh nữa. Bắt đinh này, chúng ta có 3 file này. Đấy. Thì chúng ta sẽ tìm ở đây, chúng ta copy. Chúng ta sẽ tìm xem nó nằm ở vị trí nào, phần chuột F. Đây, nó sẽ nằm ở vị trí này. Đúng không ạ? Offset 200.000 đúng không? Đây, cán chuột Go. Offset 200.000. Đây. Nó nằm ở đây. Đúng không ạ? Đây phần bắt đinh thì chúng ta chọn ôn copy copy đúng không ạ? Ở phần bắt đinh này chúng ta chuột phải vào path insert đúng không ạ? À, đó. Path quit đấy thì chúng ta đây đã fix được DMI đấy các bạn nhé.
và sau đó chúng ta sẽ xem lại ở đây là HB 250 G5 VNMI.bin. Xong đây, đây là file fake của mình nha. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.